Bắt đầu vào vụ ong mận rồi nhá các bạn nhá. Mận khoái với lại mận ruồi nhá. Bây giờ mình cho các bạn nghe tiếng ong bay nhá. Lấy phần này này. Đây là một bãi hoa rất là nhiều luôn. Thế có hai hướng bay của nó nha các bạn nhá. Một hướng là bay thơ đê đi này, còn một hướng là bay thơ đê lên nhá. Ong rất là nhiều, bạn ngàn luôn.